Hường vào lúc chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường vào lúc chiều. Bạn thân mến, những cơn mưa mùa đông thường khiến người ta da diết nhớ về một thời quá vãng nơi quê nhà yêu dấu. Hoài niệm về những ngày xưa cũ, hình dáng mẹ liêu xiêu trong mưa làm cho người ta cảm động, vừa buồn nhớ, vừa thương yêu dâng ngập trong lòng. Chiều nay Hường mời bạn nghe những dòng cảm xúc của An Nhân, một thính giả yêu mến chương trình, gửi về cho Hường từ Đà Nẵng. Những chiều mưa ấy, mẹ để tôi say nồng với giấc ngủ trưa còn đang dang dở. Người một mình lặng lẽ ra cánh đồng xa. Người chẳng bao giờ cho tôi đi cùng, bởi người luôn lo lắng những dòng nước lạnh ngắt thấm vào cơ thể non nớt của đứa con bé bỏng, rồi gây ra cơn sốt hàng đêm. Bao giờ cũng vậy, sau giấc ngủ ngon lành, tôi bật dậy ráo rác tìm bóng mẹ. Căn nhà im ắng. Nhiều hôm tôi ở nhà bồn chồn ngóng trông bước chân mẹ đặt về đầu ngõ. Rồi cũng lắm lúc không chờ được nữa, tôi lao ra khỏi nhà, vội vàng đến nơi mà những ngày nắng ráo, hai mẹ con xới cỏ trồng rau, chăm bẵm từng quả ngon trái ngọt. Và tôi đã từng bao phen rơi nước mắt khi chứng kiến hình dáng mẹ nhỏ nhoi giữa đồng chiều. Gió ào ạt rít liên hồi, gió thúc trước ngực, gió lùa sau lưng, gió thốc bên sườn, gió xé tan chiếc nón cười lam lũ. Cái lạnh ùa tới bủa vây như lưỡi dao bén ngọt xuyên qua lớp áo tơi, cứa vào da thịt mỏng manh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Mưa cứ vô tình xối xả phủ lên tấm thân gầy guộc, cánh đồng mênh mông trắng xóa đến nao lòng. Đôi môi tím tái nhưng mẹ vẫn nở nụ cười như nhiên. Dầm mưa dãi nắng, chuyện thường tình mẹ đã trải qua, bao ngày vẫn thế. Đôi chân trần bấm chặt xuống đáy ruộng trơn trượt, đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt cố thu lấy những rau củ ngập dưới lớp bùn nước. Mẹ dướn mình bước thấp bước cao giữa đồng không mông quạnh. Rồi hai mẹ con chất đồ vào quang gánh, đôi vai mòn rung lên theo tiếng kẽo kịt. Mẹ liêu xiêu đi trước, con lẽo đẽo theo sau. Đường về hun hút trơn trượt, tiếng cười con khúc khích rơi trên đường quê. Về đến nhà, trút bỏ bộ áo quần ướt sũng, quện mồ hôi, mẹ khơi bếp hồng trong buổi nhá nhem. Anh em chúng tôi túm tụm vào thổi lửa, khói sộc vào mũi cay xè. Mẹ hơ đôi tay thô ráp trước đống than đỏ rực, xoa xoa thật đều, rồi ấp ỉu vào má tôi nong nóng. Cái cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt khiến tôi mộng mị rằng chẳng có bất cứ loại dầu xoa bóp nào trên thế gian có thể sánh được. Trái bếp nhỏ bừng sáng, ánh lửa bập bùng tí tách, nồng nàn những thương yêu. Nồi cơm sôi sùng sục, nồi cá kho vàng nghệ thơm lừng. Quả ngô non chín đều, thơm dịu. Khoai sắn ủ vùi dưới lớp tro dày, tỏa mùi hương no ấm. Người xoa đầu mấy đứa con thơ, như gà mẹ xòe rộng đôi cánh, ấp đàn con nhỏ. Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã. Cây chuối sau vườn ngả nghiêng tàu lá, nhưng tôi chẳng còn biết đến cái lạnh của mùa đông đang len vào từng ngóc ngách ngôi nhà đơn sơ nữa. Một đời vất vả lo toan, mẹ luôn là người nhóm lửa, giữ lửa
cho mái ấm bình dị yêu thương. Cũng có những chiều mưa, sấm nổ ầm vang, chớp rạch ngang trời. Mẹ gác lại công việc đồng áng, ngồi trước hiên nhà, thêu thùa may vá. Tôi thấy mẹ trẻ lại, đáy mắt long lanh. Thời xuân ấy, mẹ đã từng là cô thiếu nữ thị thành, được học hành đến nơi đến chốn, nữ công gia chánh vẹn toàn. Một miếng trầu cay, mẹ theo cha tôi về miền quê, rồi thành nông dân từ đó. Như những bà mẹ quê khác, mẹ luôn có một hộp kim chỉ, chiếc kim to để vá những tấm bạt phơi thóc, phơi ngô, phơi đậu, phơi vừng. Chiếc kim nhỏ, mẹ khâu tấm áo, mẹ may manh quần. Dẫu thời gian có làm cho mắt mẹ nhòe đi, thì đường kim mũi chỉ vẫn đều tăm tắp. Những bộ quần áo mẹ tự tay thiết kế và may riêng cho tôi vẫn thường làm tôi hãnh diện và tự hào với bọn trẻ con cùng xóm. Tôi quấn quýt bên chân mẹ, chờ đợi trong sự thích thú để được mẹ nhờ sâu kim. Tuổi thơ vụng dại, tôi nào mảy may nghĩ ngợi, thời gian kéo mẹ già nua. Mẹ bảo tôi lấy sách vở ra, mẹ trở thành cô giáo. Mẹ bày tôi tập toán, mẹ dạy tôi làm văn, mẹ khuyên tôi làm người. Tôi đã mang vào những năm tháng mưu sinh. Tôi mang ra phố thị những bình yên một thuở. Tôi đã mang theo bao nỗi nhớ thương, thương dáng mẹ tảo tần, thương phận người lắm nỗi đa đoan. Qua bao thăng trầm cuộc sống, ký ức về những chiều mưa bên mẹ vẫn mãi canh cánh trong lòng tôi. Tôi đủ rằng, đôi khi chẳng phải những luân lý giáo dục, mà chính hình bóng mẹ đã là một chân giá trị xác tín dạy tôi nên người. Bạn thân mến, bạn vừa nghe hồi tưởng về người mẹ kính yêu của An Nhân. Cảm ơn An Nhân đã gửi những cảm xúc của mình về cho Hường. Còn bây giờ, trước khi nói lời chào tạm biệt, để Hường hát bạn nghe một ca khúc. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc Nhật ký của mẹ. Đây là nơi đã sinh ra con.
chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đừng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quên bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con cô mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Yêu con rất nhiều, những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn giấu trong ngăn bàn. Lá đâu đã vào và đâu đã sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ rơi ấm con, và sau cơn sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn trăng màn, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông.
ban ngày, bé con hồn nhiên đến dáng mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp và một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.